địa phương thì cái tập tục, tập quán nuôi gà Đông Tảo có cái tính truyền thống rồi. Thì phải có cái sự chọn lựa. Như em nhìn em thấy là gà Đông Tảo nó có một cái ngoại hình đó là rất dễ để mọi người nhận biết, đó là đôi chân, cặp chân to. Mà có lẽ là không có một cái giống gà nào trên thế giới có cái đôi chân, cặp chân to như gà Đông Tảo. Chân to, vảy thịt và vảy rồng. Kế tiếp đó là cái ngoại hình của nó rất là to. Có những cái con trống thuần đạt tới 6 cân, 6 cân rưỡi. Nhưng mà phổ biến là cũng phải là xấp xỉ 5 cân. Với một cái đầu gộc tre rất là to. Bộ áo cũng rất là đẹp. Có thể nói là nhìn con gà nó rất là trường, khỏe. Các hàng vảy đều được thể hiện lộ rõ, đều tăm tắp ở khắp xung quanh chân. Mới chính tông là gốc gà Đông Tảo. Màu lông thì phổ biến hai màu lông, đó là màu đen mã lĩnh hoặc là màu mận chín. Một con gà Đông Tảo 3 cân rưỡi đến 4 cân thì mình có thể chế biến được 9 đến khoảng 10 món bạn ạ. Ví dụ như là ở đây mình có món gà hấp theo kiểu thú rừng này, tái chanh này, lòng mề thì mình xào thập cẩm này, nấm, giá, dứa, hành tây, nộm gà, ngũ sắc, gà xào lăn, gà tái thính. Món này là gà giả cầy. Đây là chân kê tiềm hoa đông trùng hạ thảo cùng thuốc bắc. Và đây là canh khoai sọ. Ngoài ra thì gà hấp ngon nhất là khi mình ăn kèm với xôi.